chặt cái gai á. Cái trên trên cây á không có gai con trai. Ủa nuôi chứ cho có gai chứ. Ủa nhưng mà làm sao để phân loại cái nào hái cái nào không hái? Nó bóng láng nè, cái già nè, không là bóng là cầm. Ủa cái này cây gì vậy? Cây đó cái gì cha? Đứng lên con, cỏ, xe lưng, cỏ xe, xe lưng con ơi đứng lên. Ủa đâu, đâu phải cỏ đâu. Thì lúa thóc như gì đó mà. Lúa thóc gì á? Anh ơi nó lại gần kìa nè. Sao đâu. Đi. Con này dữ hơn Mimi hả? Đi. Đó. Đây rồi nè. Quá. Wow. Anh nửa mặt nó nè. Để luôn cuối đầu. Chụp ngay chân lúc cuối cái đầu. Thải thải vô khuôn nè. Vô khuôn nè cha. Vô. Chanh gì ra nhỏ xíu rồi giống như trái hạnh vậy. Nè có trái chanh này đặc biệt chút luôn nè. Các bạn thấy nó nhỏ hơn các chanh còn lại hay không? Quá chanh mini ư. Không hiểu nổi. Ê đừng con. Nó bị dập á, dập nắng đó con, không có chơi chanh không có chơi được. Nó bóng láng rồi mà nó còn những xíu xíu hơn. Đẹp như vậy. Rồi. Bự nè. Cái này rất là đặc biệt luôn. Nó bự nhất. Nhưng có cái này nó gọi là nhỏ tuyệt đối nè mọi người. Nhỏ xíu luôn. Áo anh rách vai. Quần anh cũng rách. Có già mảnh giá. Hai cái đặc biệt nhất trong ai ông. Cô ấy đi theo mình xong rồi cô ấy ngứa. Cô ấy gãi. Đó. Đó, đấy, đấy. Hết sức dữ. Dữ hơn cái cô kia. Hàng cái cô kia hàng kia đó. Đó. Nhìn đi. Nè. Ta thì Mỹ nít na chơi tôi ngồi đó đó. Đó. Hai cô. Cô đen với cô vàng. Rồi giờ mình tiếp tục công cuộc hái chanh nha bà con. Rồi. Bạn ấy đâu rồi? Chanh. Chanh này là có hạt hay không hạt vậy anh? Có hạt hả? Có hạt thì cái ghe nó khác làm sao? Gai nó nhiều lắm vậy? Cây á, đâu không thấy rồi. Gai dữ luôn ha lần. Anh đứng lại, muối đứng lên anh con cho mẹ đi nha. Đặc biệt là con chó nè. Ờ cái nhà đâu rộng tiêu tiêu tán đường rồi nè mọi người. Còn cái trái cây nào hết. Trái nào hết. Nãy giờ được mấy trái rồi. Này mọi người thấy không? Nó bị ấy nè. Nám nám nè. Này mình để tự nhiên luôn. Chỉ có tưới nước thôi mà không xài gì hết. Có trái là cũng hay lắm rồi. Như là thường ngày chỉ cho uống nước thôi, không ăn được gì chứ. Uống nước thôi mà có trái đó. Hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ tự nhiên. Trời ơi, cái đứa hái chanh đây nè. Dữ chưa? Bước xuống ruộng của người ta hái luôn nè. Nói gì người ta la nó trời chứ còn ở bên
cái đất của mình này nha. Đây nè, hy sinh đụng vô mấy cái bông ngòn gai đó mọi người, nó đau không thấy ngò luôn, gai không. Đây bạn ấy vậy, chùm cây ngò gai đây. Bạn cha đâu, bạn cha đâu thấy. Mình phóng to lên coi xem coi. Rồi đâu rồi, ôi ơi đứng bò lăn lê bò lết hai chanh. Ủa cái này được cho anh nè, còn nhăn hả? Có gai nó nghe ạ. Khoan, hái chanh, thu hoạch chanh. Chanh gì đây anh? Chanh có hạt, chanh có hột. Chanh có hạt là loại chanh bình thường. Còn theo như một số tài liệu cho biết, chanh không hạt là chanh không bình thường. Ồ, cái tướng hái chanh đẹp quá anh ơi. Chanh có hạt là chanh bình thường, còn chanh không có hạt á, nó là loại đột biến. Trời ơi xấu quá, không dám quay đâu. Đây mọi người, mình chỉ đi theo để quay phim thôi, chứ mình cũng không biết được là loại nặng cái nào mà hái được, cái nào không hái được nha. Hái lạng quạng là bị cái ông thần như trai này ổng mắng vốn liền, nên tốt nhất là để cho ổng tự hái đi, tự làm đó. Phải biết cái nào ấy ha, mặc dù mình có đi lựa chanh mua chanh chứ nó bóng vỏ, theo mình thì bóng rồi, nhưng mà theo bạn ấy chưa bóng thì sao. Chanh mà có hạt này nè mọi người, nó thơm hơn, nó ít nước hơn cái chanh không hạt, nhưng mà nó thơm. Ở vườn của mình có hai loại luôn, có hạt và không hạt. Là cái loại không hạt á, nước rất là nhiều, phải không anh? Hả? Cái loại chanh không hạt nước nhiều hơn loại có hạt phải không anh? Ủa, xin lỗi mọi người. Ui, cái có trái kia, trái này nó nằm sát đất luôn nè cả nhà. Nhìn nè, ơi, này nó còn trên cây nữa nha. Nè mình quay nè, nó còn cái cuốn nè. Nè, đã không? Còn cuốn nè, mình không phải nó rụng nha cái này. Này là cỏ, nè nó còn cuốn nè, cuốn nè còn nguyên nè. Nó còn nguyên luôn đó, mà nó mọc sát đất luôn nè. Muối lên đây nhìn nè, muối để mọc sát đất luôn nè con. Kế bên có cái bạn đậu rồng, bạn ấy quá già này không ăn được luôn. Nè mọc sát đất nè, mọc sát đất nè đó. Nó xà xuống sát mặt đất luôn, quá trời cỏ luôn rồi. Phải nói là sức sống của những bạn này quá mạnh, mặc dù là chỉ tưới nước cho bạn thôi. Ủa sao cái bạn này vàng khè mà không mấy anh? Hư hả, bỏ luôn hả? Hư sao không bỏ luôn đi, nó làm cho mất sức của cây luôn, nốt chất dưỡng cũng đâu xài được phải không? Mình không có đi theo hái chanh tiếp, mà mình đi phim với lại đi chết này, bị kiếm được cá hả? Wow, trái bự quá luôn, đẹp quá, bự như cái gì vậy đó, bự như gì đó. Trái này ngộ ha anh, nó to hơn mấy trái khác luôn kìa, giống như trong một đàn con thì có
đứa nhỏ đứa lớn mặc dù ăn cũng như nhau. Hai chân cái đấy khá được rồi ha, nhiều quá rồi đó, sao anh không để mai. Anh giới thiệu vài đặc điểm về cái loại dâm có hạt này đi anh, cho nó chính xác đây. Đúng rồi, cái chanh nó bông có màu tím. Gì? Bông màu tím hả? Ừ. Rồi sao nữa? Ừ, đâu? Nó có trái nước nó nhiều lắm. Đâu đâu, không thấy đâu, chừng nhiều, bông đâu. Cái mực đâu? Đâu, khoan từ từ thôi. Khoan từ chờ chút. Không nhìn thấy chứ. Giống như chanh chùm. Chanh chùm hả? Bông nó hơi phớt tím cả nhà. Đâu phớt tím rồi. Nó không có tím ngắt nha, này nó phớt phớt gì nè. Nó phớt tím rồi. Không, nè con. Không hái ra quay. Không được, không có hái được con. Cái nó bông nó sẽ ra trái đó, mình hái là nó không ra trái được, nhìn dưới đất thôi. Sợ quá, sợ quả hồ quả dí nó chạy ra nè. Thấy không đau gì cho nó thấy bình thường. Quả hồ quả dí. Quả hồ quả dí. Như đó kiếm cái bọc hái như thế đó nè. Kiếm bọc hái dưới. Đi theo thôi. Để lấy cho con một cái bọc luôn nha. Cha lấy cái bọc mà cho má luôn cha. Hái tút kia đó ha anh. Cái hàm đó ha. Mà chanh nó xấu quá à mọi người. Thì nó không có phân thuốc, tất nhiên nó phải gì nè. Trái nào cũng như trái nấy nè. Bây giờ mình được mình coi trái bay trái này bóng nhất. Khoan, đừng đi bên đó con. Nè, lâu lâu mới được trái như vậy. Nhưng mà nó cũng có lỗi. Hình. Quá. Chợp. Bự nhất luôn nè. Chưa. Không thấy gì chứ. Ách gì vậy? Cười ạ. Thành quả. Cảm ơn. Áo anh rất vai, quần anh không dài mảnh giá. Hoang. Bùm. Có chữ trí khoa trong nó kìa. Đâu có chữ trí khoa ở chấm đâu. Đâu có chữ trí khoa ở chấm nữa đâu. Đó, gì cái chuyện nha. Bây giờ mình đi vô rồi đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi người ơi, cái tu đủ này nó đùng xỉn mà nó vẫn có trái nè mọi người. Đâu? Quá lạ, quá lạ. Thấp hơn con nữa đó hả? Thấp hơn con hả chị? Phải không? Thấp hơn con nữa nè. Thấp hơn con vậy hả? Dạ, con ra tới ra tới đây nè. Thấp hơn con luôn. Vậy là cỡ mét mấy ta? Mấy thai, con mấy thai rưỡi. Con mấy thai rưỡi. Là mấy thai 50 á. Là mấy 25. Mẹ, cái vừa nhỏ xíu ở lộng. Cái vừa đủ nhỏ xíu mà vẫn có trái nè mọi người. Đây, trái của nó này, trái bự nhất. Còn đây là trái nhỏ nhất, tiếp tiếp. Nhỏ như cái hạt dừa vậy đó. Đâu, làm lại cây. Đưa vừa tới chụp lại cây. Và đây là bự nhất. Còn cái bọc này là cái bọc phi tiêu. Để ném bắn cái vừa bọc là tháng. Bọc phi tiêu. Nhìn mình ném phi tiêu nè mọi người. Dứt tiên. Tuốt hết lá ra. Tuốt hết lá ra. Tuốt hết lá kỹ nha mọi người. Lấy nè. Đặt cái cà bạn sẽ thấy một cái vòng tròn này nè. Ai rảnh
thì đút một cái ống ống tre nhỏ 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 cỡ bự hơn cái này cỡ này nè, xong rồi lấy cái cây gì đó hay là cái miếng gỗ cong, xong rồi mình sẽ để trái này vô mình búng gỗ ra là nó sẽ bắn, còn không thì cây thọc vô thì cái này nó sẽ bắn ra, còn ở đây mình không có ảnh nên là mình bắn bằng tay bụp thắng. Dự làm gì? Đi đâu vậy? Chứ tạo gì vậy? Nè, nhóc như này nè. Chỗ này là kiến lửa hả? Ủa kiến lửa. Đi.